nhằm hỗ trợ và tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở Sa Mô và Ngọc Mỹ. Tại buổi lễ, đại diện Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc đã trao tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, trong đó có 5 em của trường tiểu học và trung học cơ sở Sa Mô và 5 em của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Mỹ với tổng kinh phí trên 22 triệu đồng được trích từ nguồn an sinh xã hội của đơn vị. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập, động viên các em cố gắng vươn lên, giúp các em có phương tiện đi lại được thuận tiện hơn. Đây là hoạt động thường niên của Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc tiếp bước cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ